Rất ít biết về những cái dòng ấy, cho nên tôi chỉ chào lưu ấy. Và nếu không đọc kịch bản không gì cả mà thì nói thì cũng chỉ có thể hiểu được đại khái thôi. Thế do đó mà tôi sẽ không có đi sâu vào cái đằng sau, và sẽ có để dành một vài buổi cho anh em ôn rồi giải đáp thắc mắc, rồi sẽ thi kết thúc cái môn này để chuyển sang cái môn về đạo diễn. Khương nay không có mặt nhỉ? Khương xin phép. Ừ? Anh Khương để họ xin phép nghỉ. Không nọ cô Hương có một cái thắc mắc là nói chung về tịch thì cái hành động tịch tức là thay đổi một tình huống xuất phát sang một tình huống khác. Thế thì chúng ta đã biết là thay đổi theo kiểu bi kịch, tức là nó hủy diệt, nó làm tan tác cái tình huống xuất phát. Nếu là hài kịch thì nó là khôi phục lại tình huống trước khi tình huống xuất phát xảy ra. Nếu là chính kịch thì nó không thay đổi nhưng là làm sáng tỏ hơn những căn nguyên của tình huống. Thế thì ta đã nghe về loại tình huống bị bỏ ngỏ của sư cốt, và ta cũng đã nghe về tình huống bị thất tín của Metaclin. Thế hôm nọ cô Khương ấy có một cái thắc mắc, tôi hỏi là còn có cái trường hợp nào nữa không, thì cô Khương có nói rằng là có một cái thắc mắc là có thể có những cái vở kịch mà trong đó thì có người thì là muốn hủy diệt tình huống xuất phát, cũng có người thì là bỏ ngỏ đấy thôi, và cũng có người thì là có nhân vật thì lại muốn đảo lộn vào cái trạng thái trước khi tình huống xuất phát xảy ra. Thì cái hiện tượng ấy là có không? Tôi nhớ lại hôm đấy là giải thích đang đi theo cái dòng cho nên chưa cặn kẽ. Hôm nay tôi sẽ giải thích rõ thêm. Cái tình trạng ấy là có trong một vở kịch thì có thể có nhân vật nó muốn hủy diệt tình huống, cũng có nhân vật nó chỉ muốn là khôi phục lại cái tình huống trước khi tình huống xuất phát xảy ra, và thậm chí có nhân vật nó chả định thay đổi cái gì cả, nó không tham gia. Đó. Vậy thì khi ta nói về một vở kịch thì một vở kịch cái lõi của nó, cái bản chất của nó là nó phản ảnh một cái mâu thuẫn xung đột trong cuộc sống. Và thường là nó có thể là mâu thuẫn giữa cá nhân và xã hội, một cá nhân đối với xã hội. Ví dụ như Hamlet thì có thể nói là Hamlet phải chống lại cả một cái thời đại đen tối đó. Thế cũng có thể là trường hợp là giữa hai con người thôi đó. Hoặc là một tập thể, một con người chống lại một con người. Ví dụ như là Tactus thì gần như là cả cái gia đình ấy nó chống lại Tactus, và đại diện cho cái phía đối lập chỉ là một người thôi. Chứ còn ví dụ như đối lập với Hamlet thì lại là cả một xã hội, nhiều người, ông chú, bà mẹ,
và một số người vân vân. Thế cũng có thể là nó hai phe. Ví dụ như kịch kháng chiến của ta đây thì có thể nói là phe ta là phe địch. Và địch thì không phải là một nhân vật mà là nhiều nhân vật ở một phe, và bên ta là một phe. Thế như thế có nghĩa là cái thắc mắc của cô Khương ấy là nó không nằm ở trong cả vở kịch. Vở kịch bao giờ nó cũng có cái kết thúc của nó. Nó không kết thúc kiểu bi kịch thì nó kết thúc kiểu hài kịch. Nó không kết thúc kiểu hài kịch thì nó sẽ kết thúc theo kiểu chính kịch. Nó kết thúc theo kiểu bỏ ngỏ, hoặc là nó kết thúc theo kiểu khép kín. Và mới nói đến đây thôi. Thế còn cái thắc mắc của cô Khương ấy, thì lúc đó ta lại phải giải quyết trên cái bình diện nhân vật, chứ không phải là tuyến kịch. Thì trong một vở kịch thì ta biết là thường thường ta biết là có nhân vật chính diện, có nhân vật phản diện. Thế ta lại biết là có nhân vật chuyển biến, tức nó đang từ lập trường này nó chuyển sang lập trường khác, chứ nó không phải là từ đầu đến cuối. Nó là một bộ mặt tư tưởng và một bộ mặt tâm lý. Thế là ta lại thấy là có nhân vật cố sự. Nhân vật cố sự có nghĩa là nhân vật mà nó tham gia toàn bộ câu chuyện kịch. Thế còn cũng có những nhân vật ta gọi là nhân vật tình tiết thôi. Nó tham gia vào một tình tiết rồi nó biến. Nó không có quán xuyến từ đầu vở đến cuối vở. Nó có khi nó chỉ làm nhiệm vụ để giao đãi cho một tình huống nào đấy ở trong vở thôi. Thế xong rồi nó mất. Thì là nhân vật tình tiết. Thế rồi ta lại thấy nó có nhân vật trung gian. Nó chả đứng ở phe nào cả. Cái này cũng như trong cuộc đời thôi. Trong cuộc đời thì có người là rất tích cực cách mạng, nhưng cũng có người lại rất là phản động, chống lại cách mạng. Cũng có người là lúc đầu tham gia cách mạng rồi sau đó là phản cách mạng. Rồi cũng có người thì lại là đầu tiên là phản cách mạng rồi sau đó lại giác ngộ để tham gia cách mạng. Thế là chuyển biến. Cũng có nhân vật nó chả đứng ở cái thế nào cả. Nó tóm lại là trùm chăn. Ở trong kháng chiến ta hay nói có những nhân vật trùm chăn, tức là chả đứng, không tham gia cách mạng, cũng chả chống cách mạng. Cứ biết thân phận mình là buôn bán làm ăn thì làm ăn thế thôi. Thì nó là nhân vật trung gian. Thế cũng có nhân vật gọi là tình tiết. Ví dụ như bây giờ tôi nói, ví dụ như là bà ở trong vở Tắc Tuyết. Thì phải nói là nếu mà so với Ogong, Marianne, Emir, Damis thì nó tham gia từ đầu đến cuối vở, nó chống Tắc Tuyết. Nhưng bà người bà thì chỉ có xuất hiện đoạn đầu thôi. Chứ bà ấy cả vở kịch thì bà không có tham gia, có mặt suốt cả cái chuyện kịch. Thì nó là nhân vật tình tiết hơn. Cái mà cô Khương băn khoăn đó chính là khi nhìn vào nhân vật thì thấy là có như nhân vật.
Ví dụ như có những nhân vật là nó muốn hủy diệt, nhưng mà trong một bộ kịch thì có nhân vật có thể là không phải hủy diệt, làm cho nó tan tác đi, và là mà là muốn khôi phục lại cái tình huống xuất phát, trước cái tình huống xuất phát ban đầu. Và cũng có nhân vật như tôi đã nói, nó trung gian, nó chả tích cực ở bên nào, lơ lơ lửng lửng. Ở đời nó có những loại nhân vật như thế, chưa kể là chuyển biến. Cho nên cái thắc mắc của cô Khương ấy là phải giải thích nó, không phải là ở chỗ giải quyết tình huống, mà là giải quyết cái sự khác biệt đấy là ở bộ mặt tâm lý xã hội của nhân vật. Trong vở kịch thì nó có nhiều loại nhân vật như thế. Nhưng rồi cuối cùng nó vẫn phải kết thúc, thì nó chỉ có mấy loại kết thúc thôi: hủy diệt, khôi phục lại, bỏ ngỏ, khép kín, hoặc là làm sâu sắc hơn lên. Và thường nó đại diện cho kết thúc của một vở kịch là do những nhân vật cố sự quyết định, chứ không phải là nhân vật tình tiết quyết định, và cũng không phải là nhân vật trung gian quyết định hay là nhân vật chuyển biến. Nếu nhân vật chuyển biến thì một là anh tham gia vào cái tuyến chống lại, hoặc là anh tham gia vào, hoặc là chính diện hoặc là phản diện. Đấy. Nếu mà nói về nhân vật thì là như thế. Chứ còn quyết định cho một vở kịch thì bao giờ cũng phải căn cứ vào nhân vật cố sự. Nhân vật cố sự tức là nhân vật nó gánh cả cái cốt truyện kịch. Ví dụ như trong vở Tắc Thuyết thì ta thấy là Hồng Kông, đó là nhân vật chuyển biến. Lúc đầu là đội cái thằng Tắc Tuyết lên đầu, và về sau này do vợ con, và đặc biệt nữa là do nhà vua phát hiện cái thằng Tắc Tuyết này là một cái thằng lừa bịp, thì ông Ốc Công thấy ra cái sai trái của mình và lại đứng vào cái hàng ngũ của cả gia đình và đuổi cái thằng Tắc Tuyết đi. Thì Ốc Công là nhân vật chuyển biến. Như Emir, Marianne hay là Damis thì rõ ràng là tham gia vào từ đầu đến cuối là chống cái thằng Tắc Tuyết. Thì cái cô hầu Dorin nữa thì cô cũng chống, nhưng mà ngay trong những người chống thì ta thấy là mỗi người chống trên một bình diện cũng khác nhau. Cô Dorin chống mạnh nhất là chống cái chuyện mà Tắc Tuyết mà định giả, à quên, Ốc Công định giả Tắc Tuyết cho Marianne. Còn Damis thì lại chống ở cái chỗ là cái thằng này nó giả tạo thì chớ, mà nó lại còn ve vãn tán tỉnh cả mẹ kế của mình là Emir. Cho nên mỗi một nhân vật tuy cùng là chống, nhưng mà mỗi người lại chống ở một khía cạnh, một bình diện, và những cái bình diện và các cái khía cạnh ấy nó gần gũi nhau, cho nên họ đứng về một phe với nhau. Đấy. Thế còn rõ ràng là khác nhau đấy. Nhưng mà vở Tắc Tuyết kết thúc, nó vẫn có một cái kết thúc thống nhất, tức là phục hồi lại cái tình huống trước khi tình huống xuất phát xảy ra, tức là đuổi thằng Tắc Tuyết đi thì gia đình lại trở lại hòa thuận và ổn định như trước. Đấy, kết thúc của nó là kết thúc hài kịch.
Mặc dù là trong quá trình phát triển kịch thì mỗi nhân vật tham gia vào một cái mức độ khác nhau, những khía cạnh khác nhau, và đến lúc ngay bà mẹ của ông Đông mà khi đuổi ra thằng Tắc Tức đi thì bà cũng sẽ lại tán thành thôi, tại vì thấy rõ bà mẹ sẽ té ra cái thằng Tắc Tức là cái thằng lừa bịp, một cái thằng ăn tham, một cái thằng đạo đức giả, một cái thằng thiếu sắc, ve vãn em yêu, và tí nữa lại ngậm miệng để nếu mà lấy được Marianne nữa thì thôi. Thì không biết cái gia đình này sẽ thế nào. Đấy. Thì hôm nọ cô Khương có cái thắc mắc đấy, thì hôm nay tôi giải thích cho nó rõ hơn như thế. Tức là tóm lại là cô Khương nói lên là trong một vở kịch có thể có nhân vật này thì muốn hủy diệt, nhân vật kia thì muốn đảo lộn tại tình huống trước khi thủ đất xuất phát xảy ra, thậm chí có nhân vật đứng lơ lửng thôi, và tắc tiết thì không có cái lơ lửng mấy. Thế còn nhân vật chuyển biến thì rõ ràng Ốc Gông là nhân vật chuyển biến rồi. Đấy là nói về nhân vật, chứ còn nói về tuyến kịch thì nó ngã ngũ như thế. Thế hôm nọ thì hôm qua thì tôi đã nói như thế là có cái hủy diệt, làm tan tác, có cái là khôi phục lại tình huống trước khi tình huống xuất phát xảy ra là cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là không hủy diệt cũng không hồi phục, mà là làm sâu sắc thêm căn nguyên của tình huống. Trường hợp thứ tư là trường hợp bỏ ngỏ. Trường hợp thứ năm là trường hợp khép kín. Đến đây là chưa hết, còn có những cách tân nữa. Nó chưa hết đâu, còn có tác giả người ta viết kiểu khác nữa, thì cái chuyện đó ta sẽ biết sau. Thế bây giờ theo thời gian của phát triển lịch sử thì là ta lại sang một khía cạnh khác. Bây giờ tôi xin hỏi lớp, cái vừa rồi là tưởng là ra ngoài bài đấy hả Trúc? Cái đoạn vừa rồi là tưởng là ra ngoài bài đấy hả? Không, vẫn nằm trong bài đấy. Cái tuần gì? Thế bây giờ tôi xin hỏi là kịch thì phải có phát triển, không phải? Thì nói chung từ ngày chúng ta biết làm kịch cho đến bây giờ thì ta thấy cái hướng phát triển của kịch là nó đi theo hướng nào? Thử ôn lại trong các vở kịch trong đời mình đã từng viết kịch nhé. Thì nó có màn 1, màn 2, màn 3, có bảo. Rồi nó kết thúc cái gì nữa? Tức là nó có sự phát triển cái gì nữa? Thế thì cái sự phát triển ấy, nó đi theo hướng gì? Nó đi theo hướng nào? Ôn lại các vở kịch mà chúng ta đã biết. Thì ở đây tôi chắc là mỗi người ít nhất bỏ túi cũng phải có hàng trăm vở đã xem, chứ kể cả vở Việt Nam, nếu mà tính cả vở Việt Nam thì phải hàng trăm vở đã xem rồi chứ. Thì cái hướng phát triển của kịch tình ấy là nó đi theo hướng nào? Các vở kịch ấy. Nghĩ thành lời thì nghĩ thành to tướng lên, cho mọi người cùng nghe xem nó ra làm sao. Màn 1, nếu bây giờ tôi hỏi cách cụ thể hơn, màn 1
và với màn 2 thì đứng về tuyến phát triển kịch, thì màn 2 so với màn 1 thì nó là thế nào? Tôi đặt ra câu hỏi thì mọi người đang còn vẻ suy tư, thì nó có thể có hai trường hợp. Một là trường hợp là mình hiểu câu hỏi rồi nhưng chưa nghĩ ra cái đáp án. Hai là bản thân câu hỏi của tôi chưa hiểu rõ câu hỏi. Thế thì bây giờ các bạn nằm ở trong trường hợp nào? Trường hợp là hiểu câu hỏi rồi nhưng mà chưa trả lời được, hay là không hiểu câu hỏi? Nhá, kịch thì có màn 1, màn 2, màn 3, màn 4, màn 5. Đó, ví dụ thế. Thế cái lộ trình ấy nó đi theo hướng nào? Thưa thầy, là theo em thì màn 1 thì bao giờ cũng là trường là giao đãi. Đấy là nội dung. Vâng. Ừ. Ví dụ, em lấy ví dụ như hẳn như ở vở Hecnani chẳng hạn. Thầy cho em lấy ví dụ hẳn một vở thì chúng em. Ví dụ màn 1 của Hecnani. Thì cảnh đầu là cái cảnh mà vua Carlos nghe thấy cái cuộc nghe trộm với một cái cuộc hẹn hò giữa Donaldson và Hecnani. Sang đến màn 2, cảnh 2, nó phát triển lên khi mâu thuẫn bắt đầu giao đái, là có mâu thuẫn ở đấy đồng lên, là nó phát triển lên là mai phục ở tại cái cuộc hẹn đấy. Cô còn nói cái gì nữa, còn có ý gì nữa không? Như thế nghĩa là thế nào? Cô nói là tức là chuyện nó xảy ra như thế. Nhưng khi nó xảy ra như thế thì có nghĩa là thế nào? Theo về hướng kịch thì nó là thế nào? Ai trả lời? Đây là cái tiền của kịch đi theo con đường nhân quả, tức là cái sau là cái kết quả của cái trước, và cái trước là nguyên nhân của cái sau. Cô Thúy nói cũng không sai, mà nói cái nội dung của nó thì cái màn một tức là giao đãi. Thế còn cô Lụa nói cũng không sai, tức là mối quan hệ giữa cái một với cái hai thì nó là mối quan hệ nhân quả. Đấy là nói về mối quan hệ. Còn tôi hỏi là tôi hỏi cái hướng, chứ tôi không hỏi là nội dung của màn một là cái gì. Tôi cũng không hỏi là mối quan hệ giữa một với hai nó là mối quan hệ gì, mà tôi hỏi cái hướng cơ. Đi theo đường thẳng, tức là cái tính chất của cái mối quan hệ thẳng hay là cong, đấy là tính chất của mối quan hệ. Cho nên lý luận ấy, tức là các khái niệm nó phải minh bạch. Ví dụ như vừa rồi tôi nói nhá, ví dụ như cô Thúy là nói là giao đãi. Thế sau khi giao đãi rồi, nghe được cái cuộc, cái chuyện bí mật thế thì cái cảnh hai nó xảy ra. Thế thì cái đầu ấy có gọi là giao đãi, tức là nội dung, nó là nội dung gì? Thì nó là nội dung giao đãi. Cô Lụa thì nói là do có cái màn một, nó mới có cái màn hai. Thế thì cái mối quan hệ giữa màn một, màn hai này, nó có một cái mối quan hệ nhân quả. Thế nhân quả thì nó cũng có loại nhân quả trực tiếp và có loại nhân quả gián tiếp, đúng không? Vạn vật tương quan, cho nên chả có cái gì mà lại không có quan hệ với nhau, vì vạn vật là tương quan cơ mà.
nhưng mà có cái tương quan trực tiếp và tương quan gián tiếp. Thế cái tương quan trực tiếp thì cô Lụa đã nói, tức là mối quan hệ đường thẳng. Như thế là tính chất của mối quan hệ. Tôi đang nói cái hướng cơ, tôi hỏi cái hướng. Hả? Nói to lên. Hướng hành động duy nhất của kịch. Tôi cũng chả sai, vì trong một vở kịch thì tốt nhất là hành động của nó là duy nhất, vì tam duy nhất. Nhưng mà đây là tôi đang nói cái trước với cái sau, nó là hướng thế nào. Chứ còn nó là duy nhất thì đúng rồi, cho nên ba người đều thông minh cả, tức là Phí cũng nói trả lời đúng mà nội dung không sai, mà Lụa cũng trả lời đúng, mà anh Nguyên cũng trả lời đúng, nhưng mà các đều là không trả lời vào câu hỏi của tôi. không, cho nên thế này này, có nhiều cái sự vật không phải là ta không biết, nhưng mà nhiều khi cần gọi nó ra thì lại không biết nó ở đâu mà tìm. Đấy, chứ không phải là không biết. Thường kịch ý, thì cái người ta bao giờ chờ đợi cái sẽ xảy ra, và cái sau nó là tương lai của cái trước. Màn một thì là cái xảy ra trước, và màn hai là cái xảy ra sau, và cái đằng sau nữa nó là thế nào nữa thì nó lại là tương lai của, nếu là màn 3 thì nó lại là tương lai của cái màn 2, và chính cái phía sau nó quyết định cho cái trước, đúng không? Bây giờ tôi nói ví dụ này, trong vở Oedip làm vua thì phải có mấy cái tin xảy ra trước và xảy ra sau, là cái quyết định để cho đến Oedip mất mát ấy, thì là cái người chứng minh ra là chính Oedip là cái người đã giết bố và đấy nè, thì nó mới đi đến cái quyết định. Hay nói một cách thế này này, kịch thường là phát triển theo hướng tương lai, cái sau nó quyết định cho cái trước. Và xem màn 1 thì muốn biết màn 2 nó sẽ phát triển như thế nào. Và cái màn 2 là cái xảy ra sau cái màn 1. Cái hướng kịch đi bao giờ cũng là thế. Thế trên đời này các bạn có thấy là trong cuộc sống ấy, chúng ta thấy là có trường hợp nào mà lại cái hướng nó lại ngược như thế, hoặc nó cũng đúng như thế không? Trong cuộc sống ấy, nghệ thuật là phản ánh cuộc sống mà. Thế trong cuộc sống nó có trường hợp nào nó không phải thế không? Tôi có cảm giác thì như mọi người chưa hiểu hết câu hỏi sao ấy nhỉ? Có đúng không? Chọn từ khó.
chính xác như thầy khó. Cứ nói bằng mạng này. Nó khó thì cứ nói rằng nó có đúng không nào. Đồng hào nói rằng là. Nói cho nó rõ, nói Hạnh Nguyên nói phát âm thế nào, diễn viên mà cũ mà sao phát âm thế nào mà, nói cho nó rõ. Thưa thầy là khi mà thầy giải thích thì thực ra tất cả chúng em đều biết là ví dụ như cái đất lời trước của chính thế và cái hành động sau chính là cái tương lai của hành động trước đấy. Nhưng mà khi thầy hỏi câu hỏi thì không ai trả lời được câu đấy. Nhưng hiểu thì mọi người hiểu như vậy. Nhưng mà để nói là những vật ngữ hành, những nguyên tắc thì đợi thầy nói. Ừ. Tức là bây giờ ta liên quan đến cái vở tắc tít nhá. Thì ta phải mở đầu là chuyện bà và con dâu, con gái, à cháu gái, cháu trai của ông cậu. Là chí cha chí chóe. Về cái chuyện là tắc tít không? Thế sau đó kịch thì rằng tắt tiếp, tôi nói tóm tắt là có cái chuyện ve vãn cô em Mia được không? Thế và tắt tiếp, à quên Ogun là định giả Marian cho tắt tiếp không? Và khi Dami tố cáo tắt tiếp và mai phục cho Ogun bắt được cái cảnh mà thằng Tắc Tít nó tán tỉnh Emir, thì khi thằng Tắc Tít nó chối thì không được, nó lại làm ra vẻ một người hết sức đạo đức và nó tự xỉ vả nó và nó cho nó đáng trừng phạt, thì ông này lại thấy nó nói như thế lại cho nó có thể là bị vu oan, cho nên là thoá mạ và người ta gọi là từ đấy đã đi và lại định là viết di chúc để nhường cái gia tài này cho cái thằng Tắc Tít. Có phải chuyện như thế không? Hả? Có phải chuyện như thế không? Và nếu chuyện như thế thì ta thấy rằng cái cứ xảy ra sau nó quyết định cho cái phía trước không? Có phải không? Nếu mà ông không quyết định gả Marian cho Tắc Tít thì cái sự chống đối nó khác. Và nếu không có cái chuyện Dami mà vạch tội Tắc Tít đã ve vãn Emir thì không có cái việc bố trí để cho ông chui xuống gầm bàn và để lại mơi khi thằng Tắc Tít nó gặp em Mia lần thứ hai. Và khi Tắc Tít, khi Ogun biết rõ là nghe rõ được Tắc Tít nó tán em Mia thế nào thì thằng Tắc Tít nó lại tự xỉ vả nó một cách như là cái người tội lỗi đạo đức mà bị vu oan cho nên rất đau khổ. Và ông này thấy cái thái độ của nó như thế lại tưởng là nó là người hòa với lại định là cho cả cái gia tài cho cái thằng Tắc Tít. Tức là các cái chuyện của các màn sau nó quyết định cho cái sự phát triển kịch. Có phải thế không? Sao nói thế rồi mà mọi người vẫn còn có vẻ đăm chiêu chứ gì? Có phải những cái việc xảy ra phía sau là nó quyết định cho cái việc giải quyết kịch tình không? À, nếu không có chuyện ông định giả Marian cho, không có chuyện Tắc Tít tán Emir, là không có cái chuyện mà thằng Tắc Tít nó tự xỉ vả nó một cách đạo đức giả mà để cho ông công nhầm lẫn, thì mà cũng không có chuyện định nhường gia tài và không có chuyện là từ cái thằng Dami, thì vở kịch này có giải quyết được không? Hả? Thì làm sao mà tống cổ thằng Tắc Tít đi được? Chưa kể cái cuối cùng là Deus Ex Machina, tức là nhà vua lục sự đến để tịch điên. Hả? Tống ra thì lại phát hiện, báo cho biết được thằng này là cái thằng lừa bịp. Thế có nghĩa là cái hướng kịch là hướng về tương lai,
hướng về cái sẽ xảy ra, hướng về cái sắp xảy ra. Cái sẽ xảy ra, cái sắp xảy ra, nó quyết định cho giải quyết tình huống kịch. Có phải thế không? Nói xong thấy như là mình gõ xuống đất thế này nhỉ? Hiểu đấy. Có đúng thế không? Đúng rồi. Đúng rồi. Có đúng thế không? Hả? Nếu không có những cảnh sau, không có cảnh ô gông định gả Marian cho, không có chuyện tăng tiết tán Emir, không có chuyện mai phục để lại gặp Emir lần thứ hai, không có chuyện thằng kia đấm ngực tùm thụp mà để cho ông này lầm tưởng đây là một cái người đạo đức vị vu oan, không có chuyện từ thằng Nabi, không có chuyện nhường gia tài, thì tình huống kịch có phát triển được không? Nó phát triển, đúng không? Cho nên hướng kịch là hướng về tương lai, hướng về cái sẽ xảy ra. Cái sẽ xảy ra, sắp xảy ra, nó quyết định cho cái phía trước. Đấy là hướng phát triển của kịch. Không biết tôi nói thế đã rõ chưa nhỉ? Thế trên đời này, bây giờ tôi mới hỏi là trên đời này, trong cuộc sống này, nó có phải là lúc nào nó cũng thế không? Không biết là gì, nó không nên Hà. Đấy, Hà đang bảo không, nhưng mà không nói... Hà bảo không, thế đưa một cứ liệu. Ở trên đời này nó có như trường hợp nó lại không phải thế. Rõ, to hơn tí nữa đi. Thiên tai á? Hả? Tức là em muốn nói là phải nói là trong thực tế thì có cái gì mà đi ngược lại từ phát triển không, thì em nói rằng là có, trong thực tế có cái sự tự nhiên này đã. Nếu là con người tạo ra thì sao? Chả sai. Nó tóm lại là cả lớp thông minh. Nhưng mà nó lại không vào câu hỏi. Thiên tai nó không có liên quan gì đến cái hướng tương lai, cái sẽ xảy ra, cái sắp xảy ra của kịch, mà nó là một cái tai nạn bất ngờ hay là chiến tranh chẳng hạn thế. À, nó không nói về hướng, nó không nói về hướng. Đấy. Mà đây tôi đang nói về hướng cơ. Tôi đang nói về hướng cơ. Mà cái hướng là thế nào? Lúc nãy tôi đã nói kịch. Bây giờ các bạn mở đại bộ phận các vở kịch thì việc nội dung của màn 2 là xảy ra sau màn 1, và chính cái nội dung màn 2 nó quyết định cho sự phát triển của màn 1, màn 3 nó lại quyết định cho sự phát triển của màn 2 và màn 1. Tức là hướng kịch, tuyến kịch là nó đi về hướng tương lai, và người ta chờ đợi cái gì sẽ xảy ra, cái gì sắp xảy ra, cái đó là chính. Nó là cái mà khán giả cứ phải trố mắt để mà theo dõi. Rồi sao nữa, rồi nó sẽ như thế nào. Tức là cái hướng về tương lai. Hả? Em nói liều thôi ạ. Em nói tiếp cái ý này, nhưng mà ý liều thôi ạ. Tức là, ví dụ như thầy nói là tất nhiên là mình đại bộ phận khi mức chứng phân trang Thank you.
Đấy là cô nói về vở Faust. Nó đã không có liên quan thì nó không thành hướng nữa. Đó là, đó là. Thế thì cô nói đấy là đúng, là có như vở kịch. Và lúc đấy nó đã gần với cái ý của Lụa. Tức là có như vở kịch, nó có mối quan hệ nhân quả. Và cũng có cái, thực ra bảo là không nhân quả thì hoàn toàn thì không đúng. Nhưng mà nhân quả cách mong manh, nó không trực tuyến, nó không hữu cơ. À, nhưng mà đấy không nói chuyện về hướng. Đấy là không thuộc về hướng. Thầy, em đã nghĩ về bất cơ thì nó cũng đúng là hướng. À? Nó vẫn là hướng, bởi vì hướng là để cho, ví dụ như là ít nhất là trong những cảnh trước đấy thì nó cũng manh nha một điều gì đấy để cho người ta chờ mong khám phá là một điều mới ở cái tính khác, cái góc cần khác của cái tâm lý, cũng như là cái là đạo đức của nó, cái cảnh sau. Ngoài ý kiến của Nguyên còn ai có ý kiến gì nữa không nhỉ? Tôi thấy nghệ thuật nó cũng là cuộc đời thôi. Đó là cuộc đời nó có thể thế này và nó có thể thế kia. Chính cuộc đời nó có thể thế này và nó có thể thế kia. Và nó mới đẻ ra các cái bút pháp khác nhau. Và những cái bút pháp khác nhau mà nó có giá trị là vì nó đúng với một cái thực tiễn của đời sống xã hội. Thế bây giờ tôi kể cho các bạn một cái chuyện thế này. Năm Trung Mỹ thì trường Đại học Văn hóa, lúc đó chưa gọi là trường Đại học Văn hóa mà gọi là nó có cái lớp học triết Mỹ cho các chánh phó giám đốc, các lúc đó còn gọi là ti chứ chưa gọi là sở, sơ tán lên Bắc Giang. Thế và tôi phải lên giảng cho cái lớp triết Mỹ ấy. Thế tôi ở cùng với ông Vũ Lân. Bây giờ ông Vũ Lân ở cùng với cô Phương Hạnh là ở Cần Thơ. Thì tôi có một cái ngạc nhiên là tôi ở cái nhà đấy và nhà ấy chỉ có hai vợ chồng, không có con, chưa có con. Thế và tôi thấy hai vợ chồng ấy cứ ở gần một tuần lễ, là vì thời chiến mà dồn lại, chứ không phải cái kiểu là sáng thứ năm chiều thứ sáu mỗi lần bốc lên ấy thì là phải dồn lại để mà giảng luôn một ngày rồi là về. Thế tôi ở đấy một tuần lễ tôi không thấy vợ chồng này nói với nhau một câu nào cả. Và đến bữa cơm thì tôi thấy là tôi thì ăn cơm của trường người ta dọn đến thì tôi ăn, thế còn hai vợ chồng này ăn thì cả bữa cơm tôi cũng không thấy hai người nói với nhau cái gì cả. Thế tôi lấy làm lạ, tôi bảo lạ thế tại sao thì thế mình bắt đầu mình tò mò xem là hai người này mà lấy nhau bao nhiêu năm rồi mà là vợ chồng thế nào mà lại mà sống như thế mà lại sống được. Vì sao mà tôi mới biết rằng câu chuyện tức là cái thời kỳ cải cách ruộng đất ấy. Thì là cô vợ này thì là bình ông, như anh chồng ấy thì là con một anh mà khổ lắm, cái địa chủ ở ngoài Bắc này đúng không ạ, nó có ra cái gì đâu. Địa chủ như địa chủ Nghệ An suốt năm ăn nút, tức là cái sơ mít muối lên ăn khổ. Thế thì cái anh chồng này là con của một người địa chủ cũng là cái tạng như thế. Thế là trong cải cách ruộng đất
chị vợ được phát động. Thế là cái hôm mà đấu viện chủ thì cô vợ là ra là chỉ mặt theo đội phát động mà chỉ mặt ông bố chồng thằng kia, ngẩng lên nhìn tao đây này, đấy là quần chúng khí thế mà. Thế là ông bố chồng cũng bảo vâng, thế ông ngẩng lên, mày là mày ác cũng thế nọ kia, đại loại đấu tố như kiểu cả cái hướng đất. Thế sau đó rồi thì là sửa sai, thì cái ông bố này là cũng không phải địa chủ, là một thứ gọi là nhà thì ít nhân lực, cho nên đến mùa gặt như mùa ấy thì cũng phải thuê một vài ba hàng xóm đến giúp cho nó kịp cái thời vụ thế thôi, chứ quanh năm thì cũng chả có gì cả. Thế thì thế tôi mới biết ra cái chuyện đấy. Và cho đến cái hôm tôi đến ở thì hai vợ chồng cũng không có bỏ nhau, vẫn ở với nhau, nhưng không thể hàn gắn được cái tình cảm giữa vợ chồng nữa. Là vì anh chồng, lúc tôi mới hỏi anh chồng thì anh chồng bảo anh thông cảm cho em, bỏ thì bây giờ em cũng tiện bỏ vì đã là vợ chồng, nhưng mà em không đằng thắng được. Là vì em cứ nghĩ cái ngày, em cứ tưởng tượng, nhắm mắt lại tưởng tượng cái ngày mà vợ em mà nó chỉ mà mặt bố em, nó bảo thằng kia ngẩng mặt lên nhìn bà như này à. Và nó chỉ bảo bố em, bố em bây giờ thì chết rồi, thì bây giờ em lại nghĩ là em ôm ấp với là, hay là em lại thủ thỉ với cái người đã chỉ mặt bố em mà thằng kia thì em cũng thể làm được. Nhưng mà rồi nó cứ sống hiu hiu như thế. Cho nên các bạn nên nhớ là cái hướng tới, cái sẽ tới, cái tương lai quyết định con người là một chiều của sự phát triển. Còn dĩ vãng cũng là một chiều của sự phát triển. Có người bị cái dĩ vãng đè nặng, các bạn, bị cái dĩ vãng đè nặng mà cả đời không thể quên được chứ. Hả? Không biết là tôi có lúc kể với các bạn rồi không nhỉ? Một cái anh mà mãi đánh cờ tướng nữa mà đi làm về nghĩa là vội vội vàng vàng là gọi ông làm xóm sang ngồi đấu cờ. Chị vợ thấy hết dạo rồi bảo anh đi đông, thế là chị vợ lại có mang cái xe thì ông bảo những cái thời mà mua được cái xe Phượng Hoàng hay là phải phiếu ghê lắm mới được mua chứ. Thế là đi thì mấy cân, mười mấy cân gạo nặng. Thì chị này đi cái xe nó cũng cà tàng, nó chồng chành chồng chành, mấy cái xe ô tô nó đi rất thong thả, đi ngược chiều. Thì nó đi thì nó cũng đinh đinh là nó dễ như thế thì chị tránh được. Thì không ngờ chị là người đang mang thai, cái thần kinh nó cũng không được vững vàng. Cái hậu đậu là ngã, đáng nhẽ là ngã bên ngoài không sao, lại ngã vào lòng đường là cái xe nó không kịp phanh. Thế là nó đè chết cả mẹ cả con. Bây giờ tôi xin hỏi là cái hướng tương lai của anh chồng này mà thì có thể quên được cái chuyện này không nhỉ? Hả? Có thể quên được không? Có người quên, nhưng mà nói có người quên và có người không quên, đấy là đời. Vì tôi biết có một người quên. Người tôi không tiện nói tên, ở cũng trong giới mình thôi, nhưng mà ở bên phía viện, tức là thằng con nó yêu một cô, nó kiên quyết nó đòi, nó đòi lấy cái ông này, hành hạ nó, mắng chửi nó, hành hạ nó khùng lên, nó ra nó đâm đầu vào đầu tàu hỏa ở cái đoạn mà ngã tư Khâm Thiên ấy. Đấy, cái đoạn mà ngày xưa nó có cái cầu bắc qua cái Khâm Thiên ấy, nó đâm đầu của nó vào cái tàu hỏa nó chết.
Thế và sau đó thì bà vợ là bị tâm thần, đau đớn và bực bội. Thế là không lạc đi đâu mất. Và khi người ta phát hiện thế là chị vợ là chết ở dưới một cái gốc cây, nằm ở dưới một cái gốc cây chết, chắc là nằm ở ban đêm nó lạnh hay thế nào chết. Tôi thì tôi nghĩ là cái anh này mà một đứa con đâm đầu vào tàu hỏa như thế, rồi bà vợ bị tâm thần như thế ra chết ngồi dưới gốc cây như thế mà, thì như tạng tôi chẳng hạn đi, bảo tôi lấy vợ nữa chắc là khó, là vì cứ ân hận là vì mình mà làm cho hai cái chết. Nhưng mà một hôm tôi gặp ở trên đường thì tôi thấy gọi tôi, mà gọi xong tôi quay lại thì tê tét cười và đèo một cô ở đằng sau xe đạp, và chính là cái anh ấy. Thế tôi cũng bỏ té té ra trên đời này kịch cật ấy. Cho nên các bạn biết là cái sẽ xảy ra, cái sắp xảy ra, nó quyết định cái tâm tư của con người. Nhưng mà trong đời thì ta lại thấy rằng đôi khi cái dĩ vãng nó cũng đè nặng lên cái tâm tư của con người, và chính cái dĩ vãng ấy nó quyết định hành động của con người, chứ không phải cái sẽ tới. Đấy cũng là một mặt của đời sống. Chứ chúng ta đừng, và chúng ta đã có những câu rất hay rồi, ai bắn xung lục và dĩ vãng cả thì tương lai sẽ bắn đại pháp, đại bác vào ta. Làm sao có thể quên được dĩ vãng? Có dĩ vãng vui vẻ và có dĩ vãng đau buồn. Thế là trong chính trị đôi khi người ta cũng lại máy móc, là lại hiểu nhầm dĩ vãng. Sinh ra đời thì đâu có phải là chọn lựa được. Có người sinh ra vào con bần nông thì là được dựa, và có người là chẳng may thì sinh ra là con địa chủ, mặc dù là về sau này rất cố gắng, nhưng mà tổ chức mà máy móc ấy, thì cứ căn cứ vào cái dĩ vãng mà hành người ta suốt. Và căn cứ cái dĩ vãng ông là thoát ly từ một cái gia đình là địa chủ chẳng hạn đấy, mặc dù ông cải tạo thế nào không biết, không để ý, thì hiện tại không để ý, mà chỉ cần biết gốc của anh là con địa chủ thì mặc dầu cụ Hồ đã ta đưa ví dụ Đành Bái là một nhà đại địa chủ, và nhiều nhà cách mạng của ta thành phần đâu có phải là bần cú nông cả đâu, như ông Giác Ngộ thì ông trở thành lãnh tụ cách mạng, Bác Hồ cũng có phải con bần cú nông đâu, mà có phải ông Trường Chinh đâu có phải con bần cú nông. Vấn đề là anh nhìn cái hiện tại người ta như thế nào, cái sự phấn đấu của người ta ra làm sao, cái trình độ giác ngộ người ta như thế nào, chứ không phải là anh thì căn cứ vào dĩ vãng. Thế cho nên ta thấy ở trên đời này có người căn cứ vào dĩ vãng một cách máy móc, và cũng có người căn cứ vào dĩ vãng một cách đúng. Dĩ vãng bao giờ cũng để lại vết tích ở trong tâm tưởng của chúng ta, và con người tương lai nó quyết định, cứ hướng tới nó quyết định. Nhưng mà nhiều khi dĩ vãng nó cũng đè nặng trong tâm tư chúng ta, quên làm sao được. Và bây giờ người ta đã có những câu nổi tiếng rồi, ai bắn súng lục vào dĩ vãng thì tương lai nó sẽ bắn đại bác vào mình thôi, làm sao mà quên được. Và chúng ta hôm nay nếu mà nói về thắng Mỹ thì bây giờ các nhà quân sự nghiên cứu xem là cái yếu tố thắng lợi của Việt Nam là do đâu, thì nhiều người nói là do văn hóa. Chứ nếu mà nói về vũ khí thì vũ khí của Mỹ nó acquisis codan, tức là nó trang bị đến tận răng, ta ăn thua gì. Nhưng mà lòng ái quốc, tự hào về chuyện con rồng cháu tiên. Khi chúng ta nói là ta là con rồng cháu tiên, là ta nói về dĩ vãng đấy, chứ ta nói tương lai đâu mà. Tự hào về con rồng cháu tiên, đã là con rồng cháu tiên mà lại để cho nó cỡi lên cổ mình à? Không được. Chết thì chết.
chứ không có chịu. Như thế tôi muốn nói là ta này kịch. Thường thường là theo về hướng tương lai, cái sắp xảy ra, cái sẽ xảy ra, xem kịch là chờ đợi cái sẽ xảy ra, chờ đợi cái sắp xảy ra, và cái sẽ xảy ra và cái sắp xảy ra là nó quyết định cho cái hướng phát triển của kịch và kết thúc của kịch. Thế nhưng mà trong đời sống thì ta thấy rằng đôi khi lại không phải cái sẽ xảy ra, cái sắp xảy ra quyết định, mà cái dĩ vãng, những hồi ức con người nó quyết định. Thì đấy cũng là một chiều của đời sống chứ. Và nhà văn thể hiện cuộc đời này mà thì cũng phải nhìn nó đa dạng và nó có nhiều cuộc, nó là thực tế đời sống, nó là thực tế đời sống. Thế cái nhà văn mà ông ấy đi vào cái hướng này ấy, ông ấy phát hiện thấy té ra bỏ mẹ. Kịch từ xưa nay nó cứ đi về cái hướng tương lai, hướng sẽ xảy ra, sắp xảy ra. Còn cái dĩ vãng là cái gì thì gần như nó không để ý tới. Thì cái ông ấy là ông Ibsen. Thầy, mời đi nhìn lao ạ. Hả? Quá rồi. Ờ, ghi xong cái chữ Ibsen thì giả lao. Còn không biết là giải lao này thì mình quay về dĩ vãng nào đây, chưa biết.